gotta know nothing lasts Nam giới yêu cẩm nang tập làm trai hư để cô gái. Cô gái bằng việc tập làm trai hư có nên hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng căn bản, đây là mục tiêu mà nhiều anh em muốn nhắm tới. Từ trai ngoan đến trai hư, gượng ép mình trở thành trai hư đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả hình ảnh đã xây dựng. Nên xem, trăn trở đàn ông có nên bỏ hết tất cả để trở thành bad boy. Hư thế nào để được thích, thế nào là hư để tán gái, thế nào là hư quyến rũ lại là điều mà cả thảy đàn ông đều quan tâm. Nên xem, hút cái hơn với những cái hư quyến rũ nhất của đàn ông hiện đại. Dùng cái hư để trò chuyện, những kiểu nhắn tin dưới đây có thể giúp anh em tạm mượn hình tượng chất bad boy để gây ấn tượng với cô ấy. Nên xem, 7 kiểu tin nhắn tán gái đậm chất bad boy cho anh em thử nghiệm. Chính thống với tà đạo. Bad boy tà đạo sống và tồn tại đều chỉ để cung phụng cho bản thân, bad boy chính thống thì ngược lại, đó là điều chúng ta nhắm tới. Nên xem, bàn về hai kiểu trai hư, bad boy chính thống và bad boy tà đạo. Rượu mạnh với nước lọc, con gái tò mò về trai hư cũng giống như hương vị của ly cocktail vậy, có thể đắng, có thể cay nhưng không cưỡng lại được. Nên xem, sau tất cả con gái thời nay thích trai ngoan hay trai hư? Chất lọc thế mạnh trai hư. Trai hư về nhất, trai ngoan về bét, lời nguyền này sẽ không còn linh nghiệm nữa nếu trai ngoan biết học hỏi từ những gã trai hư. Nên xem, trai ngoan nên học gì từ những gã trai hư.